Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của cấp trên và giao Ban Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thị trấn quý 1 năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các văn bản, đó là kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030, công văn số 1757 của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 48 của Trung ương, kế hoạch số 162 ngày 2 tháng 3 năm 2023 của Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Hướng dẫn số 03 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở các đảng bộ chi bộ cơ sở có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng ở các chi bộ đông đảng viên. Hướng dẫn số 05 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tỉnh ủy về tặng và truy tặng huy hiệu đảng. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe Văn phòng Huyện ủy báo cáo tóm tắt hoạt động quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều hoạt động nổi nét cả về kinh tế xã hội cũng như quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, sản xuất vụ xuân đạt kế hoạch đề ra và đúng lịch thời vụ, bí xanh được mùa cả diện tích, năng suất sản lượng và giá cả nên nhân dân rất phấn khởi. Tổ chức Tết vì người nghèo đạt kết quả cao với tổng số tiền đã huy động được trên 7,1 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao ở cơ sở có sức lan tỏa lớn, đặc biệt là đã tổ chức thành công lễ hội đền Bạch Mã gắn với công bố lễ hội đền Bạch Mã là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu, công tác xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác thanh kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại được quan tâm, công tác chuyển đổi số được chú trọng. Thanh Chương được xếp thứ hai toàn tỉnh về dịch vụ công trực tuyến. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã giải trình các ý kiến kiến nghị của các xã Thanh Xuân, Thanh Nho, Thanh An và Ngọc Sơn về đề nghị cấp trên hỗ trợ đầu tư xi măng để xây dựng nông thôn mới, cũng như các cơ sở hạ tầng khác như đường, trường. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Trong đó chủ yếu là khó khăn về nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao. Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và giải trình các ý kiến kiến nghị của các địa phương, đồng thời chỉ ra một số tồn tại và giải pháp để thực hiện tốt hơn các hoạt động trên địa bàn huyện thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã yêu cầu các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, đó là về công tác xây dựng đảng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, chủ động chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, làm tốt công tác phát hiện nguồn và kết nạp đảng viên mới, quan tâm đến công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quan tâm thực hiện các văn bản mới được quán triệt. Về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cần tập trung rà soát lại hệ thống chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội huyện đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của năm 2023, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc các loại cây trồng vụ xuân, tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo và giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã chỉ ra, nhất là các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý hành nghề y dược tư nhân, tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm học 2022-2023, quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, quản lý tốt các hoạt động du lịch và di tích trên địa bàn huyện. Các xã nằm trong lộ trình diễn tập chiến đấu năm nay cần làm tốt công tác chuẩn bị để đạt kết quả cao. Chiều ngày 1 tháng 4 năm 2023, tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đồng Family, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn, con trai cả của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ cùng gia đình đã tổ chức tặng sách và các kỷ vật cho xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tủ sách mà gia đình nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ chuyển tặng cho địa phương gồm các quyển sách nhạc sĩ đã mua sử dụng và bảo quản từ những năm 1950 đến khi qua đời và bản khúc cũng như bản in các nhạc phẩm của nhạc sĩ. Trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Xa khơi, Mơ quê, v.v. cùng các quyển sách bài báo nghiên cứu thảo luận của các tác giả viết về nhạc sĩ. Cùng với sách, gia đình cũng đã tặng địa phương chiếc đàn organ mà nhạc sĩ đã sử dụng để sáng tác trong nhiều năm, một chiếc đàn tính đồng bào Tày Cao Bằng tặng nhạc sĩ nhân một lần trở lại Bắc Bó. Toàn bộ sách và các kỷ vật này sẽ được lưu giữ trong chính căn nhà mà nhạc sĩ đã sinh ra và lớn lên tại làng Thượng Thọ, xã Thanh Văn, nay là xã Đại Đồng,
căn nhà đã được xã và trung tâm ngoại ngữ Đại Đồng Family tôn tạo dựng lại tại trung tâm. Nhận sách và các kỷ vật của gia đình nhạc sĩ, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo địa phương đã xúc động cảm ơn và hứa sẽ bảo quản sử dụng sách và các kỷ vật của nhạc sĩ một cách tốt nhất để cán bộ nhân dân, các con em học sinh có thêm kiến thức, thêm niềm tự hào cùng chung sức vào sự nghiệp phát triển quê hương đất nước. Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2023. Tham dự và phát biểu ý kiến có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện. Trong thời gian 4 ngày học tập, 100 học viên là các cán bộ công nhân viên chức của các cơ quan ban ngành cấp huyện và hai đơn vị thị trấn và Thanh Lĩnh sẽ được học tập nghiên cứu 9 chuyên đề, gồm quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, một số nội dung cơ bản về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung về quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn huyện nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống ở cơ sở, nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện vừa tổ chức kiểm tra công tác quản lý vốn vay ngân hàng chính sách năm 2022 tại đơn vị thị trấn. Năm 2022, công tác quản lý vốn vay ngân hàng chính sách xã hội của Ban xóa đói giảm nghèo thị trấn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, duy trì nghiêm túc chế độ hội họp vào ngày 15 hàng tháng, tổ chức thu lãi, thu tiết kiệm đảm bảo kịp thời đúng quy định. Trong công tác phân bổ nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, thực hiện chủ trương của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện về việc vận động các xã trích ngân sách để gửi tiết kiệm, thị trấn đã trích 50 triệu chuyển về Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho các đối tượng vay vốn. Trong năm, ban đã kiểm tra 4 đợt 20 hộ. Qua kiểm tra không có trường hợp nào xâm tiêu sử dụng vốn sai mục đích. Ngoài ra, các tổ đã triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách của nhà nước cho tổ viên. Năm 2022, tổng dư nợ của thị trấn là trên 15,3 tỷ đồng, thu lãi đạt trên 52 triệu đồng. Phát biểu tại đây, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã yêu cầu Ban xóa đói giảm nghèo thị trấn tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi tồn nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Được biết trước đó, đoàn đã tổ chức kiểm tra giám sát tại các xã Ngọc Sơn, Thanh Đồng và Thanh An. Tại các xã, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội tại các đơn vị. Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi thị trấn Thanh Chương vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có đại diện lãnh đạo hội cấp trên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị. Hiện tại, hội đang quản lý 156 đối tượng, trong đó người khuyết tật là 119 người, trẻ mồ côi là 37 cháu. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tham luận tại đại hội đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hội đã vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ, đó là phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư vấn và phản biện xã hội, công tác hoạt động xây dựng quỹ, các hoạt động phối hợp với các tổ chức, ban ngành và cơ sở, làm tốt công tác hỗ trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi như tặng 50 suất quà Tết trị giá 25 triệu đồng, tặng 15 suất học bổng trị giá 7,5 triệu đồng, tặng 7 chiếc xe đạp trị giá 15 triệu đồng, 12 chiếc xe lăn trị giá 25 triệu đồng, thực hiện tốt chương trình sinh kế sửa chữa hai nhà ở với kinh phí 100 triệu đồng, hỗ trợ cây trồng vật nuôi 2 triệu đồng.
Trong nhiệm kỳ, hội cũng đã làm tốt công tác tổ chức hội và thi đua khen thưởng. Nhờ các hoạt động nổi nét này mà trong nhiệm kỳ, hội luôn được cấp trên xếp lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ trung ương đến tỉnh huyện. Triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đại hội đã thống nhất với việc tiếp tục đổi mới phong trào hoạt động. Trong nhiệm kỳ, 100% trẻ em và người khuyết tật được tư vấn tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe, học văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ vốn tạo việc làm, thực hiện tốt chương trình sinh kế 50-50, tiếp tục hỗ trợ xe đạp, xe lăn, tặng quà cho các đối tượng. Tổ chức hội liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về dự và phát biểu với đại hội, lãnh đạo huyện, hội và lãnh đạo thị yêu cầu hội cần tiếp tục cố gắng thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo bằng các biện pháp đồng bộ, tăng cường công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách cho các đối tượng, đổi mới phương thức hoạt động theo mô hình trên gọi mới là hội bảo trợ trẻ em và người khuyết tật, hội hỗ trợ người yếu thế, trẻ mồ côi. Đại hội đã bầu chọn ban chấp hành hội gồm 5 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Thanh Yên đã đưa vào trồng thành công mô hình cây bí xanh. Qua 2 năm triển khai thực hiện cho thấy, mô hình này mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần so với nhiều cây trồng khác trên địa bàn. Là một trong những hộ dân tiên phong đi đầu trong việc trồng và phát triển cây bí xanh, vụ xuân năm nay, ông Bạch Sĩ Xuân đã mạnh dạn đầu tư trồng gần 2 hectare. Qua 2 đợt thu hoạch, gia đình ông đã thu về hơn 540 triệu đồng. Theo ông cho biết, năm nay bí không những được mùa mà còn được giá và trồng bí chỉ phải đầu tư cơ sở vật chất vụ đầu tiên như chòi, lưới, bao bóng, còn các vụ sản xuất tiếp theo, người dân chỉ việc bỏ công ra trồng và chăm sóc. Đến hiện tại bây giờ đấy thì đụng một trao bí tôi làm là phải bằng 10 trao ngô, thậm chí hơn. 2 hectare thì thu hoạch thì chắc chắn là tôi được hơn đến tôi ngoại cho 700 mới chắc chắn, 700 triệu ạ. Để thực hiện thành công đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tạo niềm tin cho người dân, sau thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028, để góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra, Hội Nông dân xã Thanh Yên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức hội thảo đầu bờ về cây bí xanh. Tại đây, ngoài được tai nghe mắt thấy sản phẩm của các hộ dân làm, các hội viên còn được nghe quy trình sản xuất cây bí xanh. Chính vì thế nên nhân dân rất phấn khởi. Năm 2022, Thanh Yên đã đưa vào trồng thử nghiệm 0,9 hectare. Đến thời điểm này, toàn xã đã trồng được hơn 4 hectare bí xanh. Qua quá trình trồng và phát triển, cây bí xanh cho thấy không có loại cây trồng nào cho thu nhập cao mà thời gian ngắn, đầu tư ít như cây bí xanh. Cái hiệu quả là tỉnh về đến cái đất Thanh Yên này là không có cái gì là trồng... cây trồng cả cái loài cây trồng là trồng bị là hiệu quả nhất, mang lại cái kinh tế thu nhập là cao nhất trong cái thời gian một vụ tối đa là đến 4 tháng, với vụ đông xuân, còn vụ hè thu chỉ cần hơn 3 tháng thôi là thu hoạch. Thông qua là hội thảo đầu bờ này á, thì để bà con về là chuẩn bị cái tinh thần, bây giờ là nhiều người hào hức muốn trồng bị lắm, mà dự định sáng năm thì Thanh Yên có thể là mở rộng mà với diện tích là có thể là lên đến 7-8 hectare, chục hectare. Trước đấy cái bẫy thì mình trở là khổ lắm, mà dư quá thực tế đấy là cũng gì lắm. Thời gian tự túi thể trong khoảng 4 trao đó, để nâng cao thu nhập cho gia đình. Là xã có diện tích đất bãi bồi ven sông Lam lớn với trên 80 hectare, rất thuận lợi cho việc trồng và phát triển cây bí xanh, bởi đất đai màu mỡ, phì nhiêu lại gần nguồn nước sông Lam. Xác định để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích cũng như thu nhập của người dân thì chỉ có giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính vì thế, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó giao cho Hội Nông dân đảm nhận mô hình này. Ngoài tổ chức cho cán bộ hội viên đi tham quan học hỏi, Hội Nông dân xã còn tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ để đánh giá hiệu quả của cây bí. Để khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngoài liên kết với các tiểu thương bao tiêu sản phẩm cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên đã hỗ trợ đất cho người dân tham gia mô hình. Phấn đấu năm 2024, toàn xã sẽ có trên 10 hectare bí xanh. Hiện nay là đối với trên địa bàn là diện tích gần 4 hectare có 4
là chủ vào là để là xin đăng ký bao tiêu sản phẩm. Hiện nay ủy ban xã thì cũng mạnh dạn là đầu tư cái diện tích gần 10 hectare này để đưa vào là hỗ trợ cho bà con về đặt, ban đầu hỗ trợ đặt để cho bà con là có cái đà ban đầu để là phát triển sản xuất. Và ngoài ra thì cùng là đề tranh tiến và chủ trương nhà nước không nông nghiệp cũng có hỗ trợ, và hồi cũng có là hỗ trợ về cái vấn đề mặt thời gian và hỗ trợ một phần là để đi trong cái vật giống cũng như là cái vấn đề kỹ thuật cũng như là nước tưới để cho là cái mô hình phát triển ban đầu thì bà con phấn khởi để tiếp tục. Có thể nói, bí xanh hiện là cây trồng ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất so với các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện. Và Ủy ban Nhân dân huyện cũng đang khuyến khích vận động nhân dân đẩy mạnh việc trồng và phát triển mô hình này. Hy vọng rằng sau mô hình trồng cây khoai tây thì bí xanh sẽ là cây trồng chủ lực của người dân xã Thanh Yên nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn huyện nói chung. Nhân rộng nhằm tạo thành các vùng chuyên canh lớn gắn với chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm để góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân cũng như đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.